<laughs> nghị viên tuấn nếu ông thích món dưa muối của tôi tới mức như vậy thì tôi có thể mua bất cứ khi nào mà ông cần <laughs> trộm trộm có, có có trộm có trộm có trộm Bà mỹ nga steve anh có biết anh đang làm cái gì không hả? Đây là cái gì hả? Bà đã lấy số tiền bảo hiểm 10 tỷ của Ngô Nam khô sau lưng tôi sao? Tôi là người đã đích thân làm mọi chuyện, mà bây giờ bà lại muốn ăn một mình sao? <laughs> Chết tiệt thiệt mà. Bà nghĩ tôi là một thằng ngu hả? Tôi không hề giấu với anh. Bất kỳ điều gì hết. Anh nghĩ cho kỹ đi. Tôi vẫn chưa nhận được số tiền đó. Người thụ hưởng là Ngô Minh Thi con tôi. Trong khi phải chịu trách nhiệm trong giữa bà già đó suốt mấy ngày, tôi đã bắt đầu có được những suy nghĩ khác rồi. Thay vì sống một cuộc đời như một thằng ăn mày chạy trốn từ nơi này sang nơi khác, liệu tôi có nên thay đổi chính bản thân của mình chấp nhận vô tụ, nơi người ta sẽ cho tôi ăn đầy đủ ngày ba bữa không? Cái gì? Bà là người có rất nhiều thứ để mất, nhưng tôi lại là một kẻ không có gì hết. Cho nên tôi không thể nào đứng yên để nhìn bà đối xử với tôi như vậy được đâu, bà biết không hả? Mình thì nó mới kết hôn, con bé đã có chồng. Và mẹ chồng đó, bà ta luôn để mắt canh chừng con bé. Tôi không thể sử dụng số tiền đó như tôi Trần muốn. Trần Mỹ Nga, để coi thái độ của bà có còn như vậy không khi cả thế giới này biết những gì bà từng là năm trăm triệu tôi sẽ cố gắng xoay sở để đưa nó cho anh bộ anh nghĩ chúng tôi có được cả 10 tỷ sao sau khi trừ thuế thì chúng tôi đã không còn được bao nhiêu nữa và tôi phải trả khoản nợ mà tôi đã thiếu gì anh đó hai tỷ chỉ một tỷ thôi như vậy được chưa và ngay sau khi anh nhận được số tiền đó thì anh mà quay trở về philippines ngay và hứa sẽ không bao giờ quay lại hàn quốc nữa được nếu như bà không làm theo thỏa thuận, mọi chuyện với bà sẽ chấm dứt. À, à, cảm ơn anh nhiều nha, tôi sẽ chuyển khoản phí dịch vụ đó vô tài khoản của anh sao? À, à, được thôi, thưa bà, à, được thôi. À, à, mấy đứa mau vô nhà đi, rửa tay nhanh rồi đi ăn cơm nữa. Lát nữa tụi con còn phải đi học nữa mà. <laughs> mình vừa xử lý xong việc của ngô hà mi và phạm anh tú thì lại có chuyện khác nữa <laughs> Điều yêu cầu mà cô muốn nói với tôi Là tới đây cùng ngắm mặt trời lặn hay sao? Không phải rất đẹp hay sao? Ừ thì nó rất đẹp Tôi sẽ nhớ nó trong suốt phần đời còn lại của mình Nhìn tôi đi. Hà My à, quay lại nhìn tôi đi. Cho tới giờ tôi mới phát hiện ra là tôi đã thích cô rất nhiều. đừng mà ăn anh. anh đừng làm gì. Có phải cô dự định nói vậy đúng không? anh, anh đăng tú à tôi vẫn còn tôi hiểu tôi biết vết thương lòng mà cô đã phải trải qua và những gì cô đang phải chịu đựng hơn bất cứ ai khác đó là lý do mà tôi sẽ không vội vàng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi cô chờ được chứ con về rồi đây bà nghe nói hôm nay con đã nộp đơn nghỉ việc mình xin lỗi tại sao con lại xin nghỉ việc có phải vì bà không con bị đuối việc là vì không hoàn thành công việc do bà phải không trời ơi ngoại ơi không phải như vậy đâu mà đương nhiên con không thể tập trung làm việc được khi mà bà đang trong tình trạng như vậy à, hà mi à bà sẽ xuống ở nhà bà vì con ở buôn bà ngoại ơi à, à. Con đừng lo lắng cho bà. Con cũng biết, bà gì tốt với bà ra sao rồi mà. Bà xuống đó, tới khi tình trạng tốt hơn thì bà sẽ quay lại, được không con? Bà nghĩ bà sẽ đi đâu được chứ? Con không thể ăn hay ngủ nếu như bà không có ở bên con. Vậy mà bà vẫn không cảm thấy gì hay sao hả bà? Bà có thể sống tốt mà không có con hay sao? Ôi, đưa cháu đáng thương của tôi. Bà hãy tin con đi. Không phải vì bà mà con phải nghỉ việc đâu đó là gì con muốn như vậy con nghỉ việc là vì con vẫn còn nhiều thiếu sót con muốn làm việc hết sức mình để con có thể lấy lại công ty của mẹ bà ơi bà bà sẽ tin con chứ bà nói đi bà sẽ tin con bà sẽ tin con chứ bà Mẹ à. Mẹ con mình hãy cùng tới Mỹ nha mẹ. Mình hãy tới đó. Và thực hiện ca phẫu thuật cái ghép tim. Rồi mẹ sẽ khỏe mạnh còn hơn trước kia nữa. Được không? sao con đi đâu chứ mẹ chuyện con đi công tác tới philippines đi mẹ à, trời ơi thế hưng à tại sao con lại muốn làm vậy hả con sau khi phó tổng giám đốc ra đi rất khó khăn cho con khi phải tiếp tục ở vị trí đó con cần thêm thời gian con không thấy lo lắng gì cho công ty này hay sao chứ còn mẹ thì sao đi con con cần phải ở lại đây để bảo vệ cho mẹ nữa chứ con mẹ muốn chức vụ này còn hơn là mẹ muốn con giờ mẹ cũng đã có rồi Mẹ không nghĩ là mình quá tham lam khi muốn cả công ty Và con trai của mình hay sao Nè Lý Thế Hưng Thế Hưng à Mẹ vẫn chưa quen với trách nhiệm của một tổng giám đốc đâu con Có nhiều khi mẹ vẫn cảm thấy Rất khó khăn khi phải chèo chống có công ty Con cũng biết rõ sau lưng bọn họ Coi thường mẹ ra sao rồi mà con Nếu như con ra đi thì Mẹ sẽ không còn ai giúp đỡ để lãnh đạo công ty nữa anh muốn ra đi sao chồng của con á nó đang muốn được điều tới làm việc tại nhà máy ở Philippines kìa tại sao anh lại muốn làm việc ở nước ngoài khi chúng ta vừa mới lấy nhau chứ có phải là gì hà mi nên anh mới làm như vậy hay không anh không muốn làm việc tại công ty bởi vì từ giờ chị ta không còn ở đó nữa cô đã nói ý kiến của mình rồi xin mẹ hãy chuyển con đi càng nhanh càng tốt à, anh thấy hưng ạ à... À. sao mà anh ấy lại ngang ngược đến vậy hả mẹ ra nước ngoài làm việc sao mẹ mẹ sẽ không đồng ý điều đó chứ con có nhìn thấy ánh mắt của nó hay không vậy <laughs> khi nó như vậy thì không ai có thể ngăn cản được đâu con à. <laughs> à vậy đi nó đi để làm việc chứ không phải là để đi chơi nên mẹ có quyền gì để ngăn cản nó chứ à, có lẽ chuyện này sẽ tốt hơn cho nó và cho cả con nữa khi mà nó sống ở nước ngoài một thời gian đó con vậy thì con cũng muốn đi con con không thể nào sống xa anh ấy được đâu thưa mẹ có chuyện gì với con vậy hả minh thi bộ con coi chuyện công ty là trò đùa hay sao vậy con muốn bỏ đi theo thằng thế hưng ngay khi vừa mới được trở thành trưởng phòng hay sao hả con con vốn dĩ không hề có trình độ cũng như là kinh nghiệm mọi người vẫn còn đang không vui vì việc mẹ bổ nhiệm con lên làm trưởng phòng kia kìa bây giờ là lúc mà con phải làm việc chăm chỉ hết sức mình vì mẹ vậy mà con muốn đi theo thằng thế hân ra nước ngoài hả bộ con nghĩ nó sẽ cảm thấy vui vẻ khi biết con đi cùng hay sao chứ à, con thiệt là <laughs> em còn phải chịu đựng chuyện gì nữa đây nếu biết anh sẽ coi thường em như vậy thì em đã không kết hôn <laughs> là tôi trần mỹ nga đi tôi biết là cô rồi chuyện gì vậy tôi có thể biết khi nào tôi sẽ nhận được tiền bảo hiểm hay không tôi đã nộp hết giấy tờ cho nên tiền sẽ về khi mọi thứ được xử lý xong cô gọi cho tôi vì điều này sao <laughs> chắc là cô rất nôn nóng chờ đợi được sử dụng số tiền đó hả tôi hỏi cô một điều này cô có nghĩ là mình sẽ muốn nhận được khoản thanh toán của mình ở một dạng khác hay không bây giờ cô lại định làm gì nữa vậy <laughs> cô cũng lớn tuổi rồi cô không thể đi gõ cửa hết nhà này tới nhà khác để đi bán bảo hiểm được. cô không nghĩ vậy sao? cô mà lại đang lo lắng cho tôi sao? nếu cô đồng ý, tôi sẽ nghĩ về một vị trí giám đốc dành cho cô. cô nghĩ sao? cô có quyền làm vậy sao hả? bây giờ cô định ra tay làm gì vậy? tôi cũng không có quá nhiều đồ đạc như tôi đã nghĩ trời ơi mình không thể nhìn cậu đi như vậy được đâu hay là mình cũng xin nghỉ việc luôn nha ờ suốt mấy năm qua chúng ta làm việc chung với nhau thật sự thì tôi không muốn để cô đi như vậy đâu làm sao mà chúng tôi làm việc được nếu không có cô chứ chắc chắn là tôi sẽ không rời khỏi công ty này mãi đâu một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại thôi mà nên từ bây giờ tới lúc đó mọi người phải nhớ chăm sóc cho nơi này tôi chỉ muốn tốt cho mọi người thôi ừ. cô ngô hà mi nếu đã thu dọn xong đồ đạc thì cô nên đi đi đừng có làm hỏng bầu không khí ở đây khi chúng tôi đang có nhiều việc phải làm như vậy trưởng phòng ngô minh thi cô hãy tận hưởng vị trí này ai biết được cô có thể ngồi ở đây được bao lâu nữa cô cứ cố gắng tận hưởng nó mỗi ngày đi ha cục cưng của tôi đang ở trong này rồi đó chúng ta cuối cùng đã xuất hiện chúng rồi bạn <laughs> mình đã làm được rồi hả chúng ta đã làm được rồi chúng, Ê, chúng ta đã làm, làm được rồi. rồi chúng ta đã làm được rồi không biết cô sẽ thấy thế nào nếu bán cổ phần của mình cho tôi hả tôi sẽ trả cao hơn giá thị trường cô cũng đâu còn lựa chọn nào khác nữa đâu mau chuyển nó cho người có thể tận dụng nó đi cô có thể dùng số tiền đó rồi cùng bà mình đi du lịch trong vòng một năm cũng tốt mà ai biết được có thể khi đó cô sẽ gặp được một người nào đó thì sao cô cười sao bà đang vui thì tôi sẽ ra đi đúng chứ cô đừng có quán trách tôi làm gì tôi đâu có yêu cầu cô ra đi đó là quyết định của chính cô mà tại sao cô hỏi tôi cảm thấy ra sao mấy con ong mật thường cảm thấy rất giận dữ khi con người liên tục cố gắng ăn trộm mật của nó nên đã cầu xin thượng đế ban cho nó sức mạnh để nó có thể chích con người và giết chết họ đó <laughs> vậy thì sao thượng đế thì lại nghĩ rằng loại ông thật tham lam và ích kỷ vì vậy ông ấy đã trừng phạt nó đó là lý do khi con ông chích lên con người nó sẽ mất đi ngòi độc của mình và rồi nó cũng sẽ chết theo trên thế giới này không có cái gọi là lợi ích chỉ dành cho một người nếu như bà vẫn mãi tham lam và ích kỷ thì cái đó sẽ chỉ giết chết chính bản thân bà mà thôi tôi đã có kế hoạch đi du lịch trong thời gian tới rồi đó là sau khi tôi khám phá ra sự thật về bà và lấy lại công ty của mẹ tôi. Sau khi tôi nhìn thấy được kết cục cuối cùng của bà, giờ biết được sự tham lam của bà sẽ đưa bà tới đâu. Cảm ơn bà vì lời gợi ý ha. <laughs> đúng là chỉ giỏi múa miệng. <laughs> mỹ nga nè có lý do gì mà chị lại tới tận đây như vậy chứ chị đừng quá phản đối về quyết định sẽ sẽ ra nước ngoài sống và làm việc một mình của thằng thế hưng ở quá gần nhau có thể sẽ làm hỏng mối quan hệ của hai đứa đó chị à nhưng mà nếu chúng sống tách xa nhau ra thì có thể chúng sẽ có điều kiện để hiểu về nhau hơn thì sao hả chị chị đang nói về chuyện gì vậy thế hưng nó đang định đi nước ngoài một mình sao à, đó... Đó không phải là lý do mà chị tới đây sao? Chị nghĩ Thế Hưng làm điều đó. Có khôn ngoan không khi bỏ đi một mình ngay sau khi tụi nó mới về lấy nhau chứ? Chị ngược đãi con gái của tôi gì bây giờ? Chị đã là tổng giám đốc rồi sao? À, trời ơi, tôi đâu có ngược đãi con bé đâu. Chị đã lo lắng từ lúc chị trở thành tổng giám đốc cho tới khi hai đứa nó kết hôn còn gì. Tôi cảm thấy rất thất vọng về chị đó. Chứ bây giờ tôi biết thuyết phục thằng Thế Hưng ra sao đây hả chị? Một mình tôi thì làm gì được đâu chứ. Con bé không hề có sức hấp dẫn gì hết nó còn không nấu cơm và chăm sóc cho thằng bé khi ở nhà nữa kìa à, thậm chí nó còn chưa bao giờ ủi áo sơ mi cho chồng vậy nữa. thì chị có quyền gì để nói khi chị cũng là một người mẹ chưa từng nấu cho con trai của mình một bữa cơm nào hết nhưng muốn lai like chuyển trái tim thằng thế hưng á thì con bé phải nỗ lực nhiều hơn chứ tôi đưa chị lên làm tổng giám đốc công ty này mục đích là để cho minh thi nhà tôi có thể có được cuộc sống tốt đẹp hơn tôi không làm như vậy để cho chị coi thường chúng tôi nếu chị cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ phải suy nghĩ lại mọi chuyện đó trời bây giờ cô ta đang nghĩ mình là ai vậy chứ tôi, mẹ tôi có chuyện cần nói với trưởng phòng ngô minh thi các cô ra ngoài chút được không mẹ có chuyện gì cần nói với con tại sao con không kể cho mẹ nghe thế hưng nó đã quyết định vô lý như vậy còn có mẹ để làm gì chứ mẹ ở đây là để giúp đỡ cho con trong những trường hợp như vậy đó con nghĩ là sau khi hà mi ra đi anh ấy sẽ dành chỗ trống đó cho con con thật tình không nghĩ là ảnh quyết định ra nước ngoài như vậy con chờ một chút đi mẹ sẽ đi xử lý mọi việc mẹ định sẽ làm gì nữa đây mẹ sẽ làm cho cả chồng và mẹ chồng con sẽ phải hối hận và cầu xin lại con bởi vì họ đã dám coi thường chúng ta và chắc chắn là sẽ không lặp lại hành động đó nữa con nghĩ có thể thay đổi trái tim của một người đàn ông bằng cách cầu xin họ sao dạ alo cô là hà mi phải không <laughs> thật ra thì tôi cũng biết rất rõ về mẹ con cô hai chúng tôi cũng đã từng cùng nhau làm từ thiện trong một thời gian rất dài <laughs> người ta nói không ai có thể bình tĩnh khi có chuyện xảy ra với con cái mình nhưng tôi nghĩ là tôi cũng quá nặng lời với cô rồi tôi không biết mình phải nhìn mặt mẹ cô ra sao nữa dạ không đâu bác bác không hề nói điều gì quá đáng hết bác à mà con cũng đã quên hết mọi chuyện rồi dạ thưa bác cậu mong bác hãy thực hiện ca phẫu thuật thật thành công và mong bác trở về thật là khỏe mạnh con vốn nghĩ rằng mẹ của con sẽ luôn luôn ở bên cạnh con nhưng sau khi mẹ con đi xa cuộc đời của con đã thay đổi hoàn toàn con biết bác chính là người mẹ mà không một ai có thể thay thế được của anh anh tú cảm ơn con nếu con trai bác thích con á thì bác chắc chắn con là một người tốt đó <laughs> bác có thể cảm nhận được <laughs> Chú cậu lên đường bình an. Chúng ta vào thôi. Đây là bữa ăn cuối cùng mà tôi nấu cho bà. Trước khi bà lên đường để thực hiện ca phẫu thuật. <laughs> Nếu tôi nói được tiếng Anh á, đó chắc tôi sẽ xin theo bà tới đó quá, tôi sẽ đi chung để chăm sóc cho bà. Ôi trời ơi, sao mà tôi thấy lo lắng quá vậy? Ê, thôi mà, tôi sẽ trở về thật khỏe mạnh rồi sau đó cô có thể làm những món thật ngon cho tôi ăn. Ê, đương nhiên rồi, cả nhà chúng ta cùng nâng ly vì cuộc phẫu thuật thành công của mẹ. <laughs> ừ. Ờ, à, khoan đã, thời gian tới con sẽ không được gặp mẹ. Cả nhà mình có thể cùng nhau chụp tấm hình gia đình không? Anh hai ơi, đưa em điện thoại của anh đi, nó chụp hình đẹp hơn. Ôi, trời ơi, chụp hình cái gì chứ, mẹ còn chưa kịp trang điểm gì hết nè. Mẹ lúc nào cũng xinh đẹp mà. À, được rồi. Ôi trời ơi, vậy chúng ta ừ, chạy. Ừ, được rồi, được, chụp được. nha cả nhà. <laughs> uhm. Một, hai, ba. <cười> <cười> em thấy rất vui vì đã được gặp mình ừ, Sao mình lại nói như là đang sắp rời xa tôi vậy Đừng có nói vậy chứ Sức khỏe em không tốt Nên cứ luôn làm mình lo lắng Em xin lỗi nha Em thật sự xin lỗi vì mình không thể là một người khỏe mình. Tự nhiên nghĩ nhiều quá. Mình cứ tới đó là phẫu thuật. Rồi quay về thì khỏe mạnh với tôi và các con là đứa cầu mà. À, em sẽ... Ổn thôi mà. Đương nhiên rồi. Mình sẽ ổn mà. Đừng có lo nhiều quá. À. cảm ơn ông xã nếu thế hưng nó nói là muốn đi thì con cứ để nó đi con sẽ đi chung với anh ấy tụi con không thể nào sống xa nhau như vậy được nếu người phụ nữ trở nên quá phụ thuộc thì người đàn ông sẽ trở nên kiêu ngạo đó con cứ ở lại đây và giúp mẹ có vài việc mẹ cần con làm đó là việc gì sẽ không ai được phép coi thường con gái của mẹ hết cậu xem gì vậy cái này hả đây là những ghi chép được mẹ mình viết lại khi bà bắt đầu thành lập công ty. Bây giờ mình muốn bắt đầu lại một lần nữa. Mình tin tưởng hả cậu? Rồi cậu cũng sẽ thành công giống như tổng giám đốc trước đây thôi. Ờ, à, hà cháu cưng của bà. Mau ăn đi. Nè. Quá. Wow. <laughs> hà Mỹ đang bắt đầu ngày dựng lại từ đầu. Đây là việc duy nhất mà bà có thể giúp đỡ. <laughs> <tığımız> mm -hmm. Ngon quá trời luôn bà ơi. <tığımız> <túng> Tự nhiên, con cảm thấy tràn đầy năng lượng luôn rồi đó bà. Phải <tığımız> rồi. Một ngày như hôm nay, á chúng ta không thể không có rượu đúng không bà? Đây <tığımız> <tắng> à, <thế> rồi. <tığımız> <tắng>

<laughs> mẹ con đã trở nên mạnh mẽ hơn con sẽ không bao giờ để những người mình yêu thương bị tổn thương thêm lần nữa con sẽ quay lại công ty và đặt những người đó về đúng chỗ của họ một năm sau chờ một chút đã khi cô xây người tại đây cô hãy xoay đồ cô nhẹ nhàng hơn và đừng có dùng cánh tay của mình lên quá nhiều như vậy rồi làm lại lần nữa đi trưởng phòng dạ đi <laughs> cảm ơn anh nha anh phụ trách phần còn lại giúp tôi luôn được không dạ đây chính là chương trình biểu diễn ra mắt cho dòng mỹ phẩm mới của chị, Mizara. Chị cảm thấy ra sao vậy, Tổng giám đốc Trần Mỹ Nga? À, tôi từng tự hỏi là không biết sẽ có ngày này không, nhưng giờ thì nó đã ở đây. À, Tôi rất mong muốn được cho cô thấy sự xuất hiện lần đầu của dòng mỹ phẩm Mizaran của chúng tôi. Chị đã lựa chọn hợp tác cùng với Typhoon Beauty của Mỹ để cùng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới này đúng không? Vậy chị làm cách nào để có thể đấu lại với rất nhiều công ty đối thủ cạnh tranh khác, vậy? tôi cũng thấy rất bất ngờ. Ờ à, như tôi được biết, đó là vì tôi đã tham gia thuyết trình về bản thân mình và họ đã thấy thích thú với niềm say mê của tôi. Vậy Chiều nào chúng ta có thể được nhìn thấy một sản phẩm hợp tác mới đây thưa chị? Ừ. chúng tôi sẽ lên kế hoạch sớm thôi. Và chúng tôi cũng đã thành lập một đội dự án để có thể bắt đầu cho kế hoạch này. À, cô ấy đây rồi. Ừ. Ừ. cô ấy sẽ là người phụ trách sản phẩm hợp tác mới với công ty Typhoon Beauty. Cô ấy là trưởng phòng Ngô Minh Thi. Và sản phẩm mới hiện nay của chúng tôi Cũng đang được cổ phát triển đó Qua này được gửi tới cho mẹ Chúng ta kết thúc buổi phỏng vấn tại đây nha Cảm ơn tôi Tôi biết là ông không thể tới tham dự được Nhưng tôi cũng cảm ơn ông Đã gửi những bông hoa đẹp như vậy tới cho tôi Lẽ ra tôi phải đích thần tới đó để chúc mừng cô, nhưng tôi đã có kế hoạch trước đó rồi. Đó là bữa tiệc tối, tại nhà xanh, đương nhiên, tôi có thể hiểu được mà. Ông đừng quên thắt chiếc cà vạt mà tôi đã chọn cho ông nha. Màu xanh sẽ giúp cho ông nhận được nhiều sự tin tưởng từ người khác. À, <laughs> Bây giờ à, tôi đang thắt no đây. <laughs> tôi sẽ tới thăm ông cuối tuần này. À được, tôi hy vọng chương trình sẽ ra mắt thành công. À được rồi. À. bộ biểu diễn ra sao rồi? Dạ không tệ lắm. Người đại diện của công ty Typhoon sẽ tới New York để tham dự chương trình này đó. Không tệ lắm, vẫn là chưa đủ. Mọi việc sẽ phải diễn ra thật hoàn hảo, con biết chưa? Và sau đây, chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình, ra mắt dòng mỹ phẩm mới mang tên Misaran ngay bây giờ. Đại diện của công ty Typhoon Beauty vẫn chưa gọi tới phải không? Dạ tôi chưa theo mấy gọi. Ông ấy vẫn chưa tới đây sao? Làm sao tôi có thể chuẩn bị chào đón được khi mà không biết hình dáng ông ta ra sao chứ? Hiểu được mọi người luôn muốn có một làn da trẻ trung và khỏe mạnh, chúng tôi xin được giới thiệu dòng sản phẩm chăm sóc nếp nhăn mang tên Nizaran. Có phải làn da của bạn bị mất dần đi sức sống do ảnh hưởng từ môi trường sống hiện nay? Bạn đừng lo, chúng tôi sẽ chăm sóc sức khỏe cho làn da của bạn. chúng tôi hy vọng bạn sẽ chăm sóc làn da bị tổn hại của mình bằng dòng sản phẩm mới của chúng tôi trước khi chúng ta bắt đầu lần thử nghiệm cuối cùng sau khi trang điểm chúng tôi xin mời một nhân vật đặc biệt sẽ xuất hiện như một người mẫu đầu tiên của chúng tôi cô ấy đã đóng góp nhiều công sức cho tương lai của mỹ phẩm misaran nhiều hơn bất cứ ai xin được chào mừng sự xuất hiện của tổng giám đốc trần mỹ nga hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với tôi tôi rất hân hạnh được gặp mọi người xin mời bà trần mỹ nga ngồi mẹ có chuyện gì vậy à không có gì đâu con và bây giờ chúng tôi xin phép mời à một vị khách bước lên sân khấu à bên kia có một cô gái đang giơ tay xin mời cô lên đây hà mi ngu hà mi có một vấn đề mà bản thân tôi cảm thấy rất tò mò không biết tôi có thể xác nhận lại hay không ờ à, đương nhiên là được rồi